Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mac Channel. Ngày hôm nay thì Phương Thảo sẽ đem đến cho các tín đồ Android nói chung và đặc biệt là các fan của nhà Samsung nói riêng một tin vui. Đó là sau nhiều lần rò rỉ thông qua tin đồn thì cuối cùng Samsung cũng chính thức trình làng thế hệ điện thoại mới của dòng Galaxy A series nổi tiếng. Tương tự như cách đây một năm, lần này công ty Hàn Quốc cũng giới thiệu 3 phiên bản điện thoại mới bao gồm Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 và Galaxy A7 2017. Mang trọng trách kế nhiệm cho những thiết bị Galaxy A3, A5, A7 năm 2016 về cả vai trò lẫn mức giá tương ứng. Dòng điện thoại Galaxy A series từ lâu đã luôn tạo cho người dùng Samsung một cảm giác khá cao cấp nhờ được đầu tư mạnh vào hạng mục thiết kế cùng một số tính năng kèm theo. Và với thế hệ Galaxy A 2017, Samsung hứa hẹn sẽ tiếp tục làm tốt vai trò này. Trước tiên là về thiết kế, thì cả 3 mẫu Galaxy A 2017 đều được trang bị ngôn ngữ thiết kế nguyên khối với hai mặt kính cong ốp và khung kim loại ở giữa, tương tự như với thế hệ Galaxy A 2016. Tuy nhiên, 3 thiết bị mới của dòng Galaxy A 2017 sở hữu các đường nét thiết kế mềm mại, bo cong nhiều hơn chứ không còn góc cạnh nam tính như thế hệ cũ nữa. Hai mặt kính cũng được mài cong nhiều hơn, cong đến nỗi Samsung còn gọi đây là mặt kính 3D chứ không phải là 2,5D nữa. Bên cạnh đó thì cả 3 mẫu điện thoại Galaxy A mới đều trang bị tiêu chuẩn chống nước bụi IP68 và đây là lần đầu tiên Samsung trang bị tính năng này trên các điện thoại trung cấp của họ. Như vậy về tổng thể, dòng Galaxy A năm nay sẽ mang đến cho người dùng nhiều cảm giác về chiếc flagship Galaxy S7 khi xét về mặt thiết kế sản phẩm lẫn tính năng kèm theo. Về thông số kỹ thuật phần cứng, bộ 3 Galaxy A 2017 tiếp tục thể hiện sự rõ ràng của Samsung trong việc phân cấp sản phẩm. Đầu tiên là chiếc Galaxy A3 sẽ có thông số kỹ thuật thấp nhất bao gồm màn hình AMOLED 4,7 inch, độ phân giải HD, hỗ trợ cảm biến vân tay, cổng USB Type-C. Phần cứng xử lý của thiết bị này bao gồm RAM 2GB, bộ vi xử lý 8x1,6GHz, bộ nhớ trong 16GB cùng khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên tới 256GB. Galaxy A3 còn được trang bị camera chính 13MP cùng camera trước 8MP, pin 2350mAh. Tiếp theo là chiếc Galaxy A5. So với người tiền nhiệm năm 2016 thì kẻ kế nhiệm này đã thể hiện các nâng cấp tương đối rõ ràng như là màn hình nâng kích thước lên thành 2,5 inch thay cho 5 inch ở phiên bản cũ và vẫn sử dụng tấm nền Super AMOLED độ phân giải Full HD, camera chính 16MP cùng camera phụ 16MP, khẩu độ f/1.8 hứa hẹn đem lại những bức ảnh selfie đẹp và ảo hơn trước. Thông số kỹ thuật xử lý của chiếc Galaxy A5 mới bao gồm bộ vi xử lý 8x1,9GHz, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB cùng khe cắm thẻ nhớ 256GB. Các chi tiết khác bao gồm pin 3000mAh, hỗ trợ cảm biến vân tay cùng cổng USB Type-C. Cuối cùng và cũng là cao cấp nhất trong bộ 3 Galaxy A mới là chiếc Galaxy A7 năm 2017. Điều này thể hiện theo đúng nghĩa đen, tức là cả về mức giá lẫn kích thước của sản phẩm. Theo đó, chiếc Galaxy A7 tiếp tục thể hiện sự nâng cấp tương đối lớn so với người tiền nhiệm ở năm trước khi kích thước màn hình được nâng từ 5.5 inch lên 5.7 inch. Dù vẫn sử dụng tấm nền Super AMOLED độ phân giải Full HD, camera của chiếc A7 cũng tương tự như Galaxy A5 khi được trang bị camera chính 16MP cùng camera phụ 16MP, khẩu độ f/1.9. Thông số kỹ thuật xử lý của thiết bị bao gồm RAM 3GB, vi xử lý 8x1.9GHz, bộ nhớ trong 32GB cùng khe cắm thẻ nhớ 256GB. Các thiết bị kỹ thuật khác bao gồm cảm biến vân tay, cổng USB Type-C cùng pin dung lượng 3600mAh. Vậy thì xét về phần mềm thì sao? Đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất trên bộ 3 Galaxy A series mới khi chỉ được trang bị hệ điều hành Android 6.0.1 Marshmallow đã có tuổi đời gần 1 năm rưỡi thay vì Android 7 Nougat mới nhất. Giao diện Torchwood UX vẫn được áp dụng lại trên bộ 3 điện thoại này và hy vọng rằng Samsung sẽ sớm cập nhật thiết bị lên phiên bản Android mới hơn trong một tương lai gần.
Hiện tại thì bộ ba Galaxy A2017 đã được lên lịch để bán ra chính thức trên thị trường toàn cầu là trong tháng 1 này. Giá bán của các thiết bị chưa được công bố chính thức, tuy nhiên các nguồn tin trước đây đã khẳng định rằng giá bán của dòng điện thoại mới này sẽ không có nhiều thay đổi so với những người tiền nhiệm Galaxy năm 2016 khi nó được bán ra cách đây 1 năm. Cụ thể là chiếc Galaxy A5 2017 sẽ có mức giá đề xuất là 378 USD, tức là 8,5 triệu đồng, còn Galaxy A7 sẽ có mức giá đề xuất là 424 USD, tức là 9,6 triệu đồng. Cuối cùng là chiếc Galaxy A3 thì chưa có thông tin cụ thể, tuy nhiên nó sẽ có giá tốt hơn nhiều so với hai thiết bị kia. Và bộ ba Galaxy A mới sẽ được phát hành với 4 tùy chọn màu sắc, đó là đen, vàng cát, xanh dương nhạt và hồng đào. Như vậy thì có thể thấy mức giá của bộ ba Galaxy A mới sẽ không có nhiều thay đổi khi so với mức giá tương ứng cách đây 1 năm của dòng Galaxy A năm 2016, tức là nằm trong khoảng từ 5 đến 9 triệu đồng. Và trong tầm giá này thì tại Mac Mobile cũng đang có rất nhiều mẫu điện thoại trong tầm giá tương tự mà bạn có thể sở hữu. Có thể kể đến một số lựa chọn tốt như là LG V10 có giá chỉ từ 5 triệu 790 nghìn đồng, Samsung Galaxy S6 có giá chỉ từ 5 triệu 240 nghìn đồng, iPhone 6 bản quốc tế có giá chỉ từ 5 triệu 940.000 đồng, Samsung Galaxy S6s có giá chỉ từ 7 triệu 290.000 đồng, Samsung Galaxy Note 5 với giá là 6 triệu 940.000 đồng. Bên cạnh đó thì còn có iPhone 6 Plus Lock 6 triệu 280.000 đồng, iPhone 6s Lock 6 triệu 640.000 đồng, hay là iPhone 6 Plus quốc tế có giá chỉ từ 7 triệu 640.000 đồng. Đây đều là những thiết bị hot trong tầm giá hiện tại mà chúng mình muốn gợi ý đến các bạn. Nếu bạn còn đang phân vân giữa các lựa chọn này thì hãy qua ngay cửa hàng Mac Mobile gần nhất để được trải nghiệm miễn phí và đưa ra quyết định một cách dễ dàng hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.